Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Spider Room. Hôm nay mời các bạn đến với chuyên mục quan điểm tranh luận để cùng tác giả Nguyễn Bảo Trung bình luận về nạn so sánh học đường. Và trước khi đi vào clip, các bạn có thể bấm vào subscribe và nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ clip nào chúng mình đưa lên kênh nhé. Tôi dám cá rằng trong suốt quãng đời học sinh của mình, bạn ít nhất đọc hoặc là nhìn thấy bạn bè của mình đọc cái cuốn có tựa như là Tôi Tài Giỏi, bạn cũng thế. Bài viết này sẽ không xoáy vào sự tệ hại khủng khiếp mà cuốn sách này gây ra với tâm lý học sinh, mà tôi sẽ tập trung vào việc so sánh trong học đường đã giết chết bao nhiêu tâm hồn non nớt của chúng ta. Điểm của con có cao hơn Hạnh nhà bác Phúc không? Tuần này xếp hạng của lớp chúng ta thua xa lớp 12A1. Em về nhà, hỏi chị của em xem, ngày xưa chị em học giỏi cỡ nào? Tất cả những câu nói trên đều là sự so sánh. Vậy, sự so sánh trong học đường là gì? Sự so sánh trong học đường ở đây có thể hiểu là sự so sánh có tính chất tương đồng, giỏi dở, nhanh chậm giữa những học sinh học trong cùng hoặc là khác môi trường học tập. Sự so sánh thường được ngụy biện là để thúc đẩy thi đua, kích thích khả năng ganh đua của mỗi học sinh trong học tập. Tôi chỉ muốn em học tốt hơn thôi. Đó có phải là động cơ thực sự của việc so sánh học đường không? Không. Thực ra giáo viên được hư danh từ những danh hiệu và khen thưởng cho mỗi huy chương đạt được. Nếu xếp hạng thi đua kém thì phải chịu trận trước bàn giám hiệu. Áp lực tâm lý là một căn bệnh lan truyền trong tập thể. Khi sự so sánh bị rót xuống từ sở giáo dục tỉnh, xuống đến ban giám hiệu trường, do đó đến tổ chuyên môn và cuối cùng chịu trận là ở các học sinh. Nếu như thật sự các giáo viên muốn tốt cho bản thân bạn, họ đã lắng nghe những điểm mạnh, điểm yếu của bạn để rồi động viên thay vì là so sánh. Bố mẹ muốn con công thành danh toại để còn bằng bạn, bằng bè. Học sinh bị phụ huynh áp lên cái mong muốn là phải công thành danh toại, phải bằng được chúng bạn, chúng bè. Chẳng phải các bạn cũng thấy con nhà người ta ở đây luôn khiến bản thân khó chịu và thậm chí là uất ức không? Và cái mong muốn đấy thực sự có phải là để tốt cho con không? Khi mà chúng ta phải đáp ứng lại cái mong muốn của các bậc phụ huynh mà phần lớn trong số đó là nằm ngoài khả năng hoặc là trái ngược lại với cái tôi của bản thân mình. Thậm chí có một câu nói đùa rất thông dụng đối với những học sinh châu Á, phải là kỹ sư, luật sư, bác sĩ thì mới bằng bạn bằng bè được. Chào bạn, là một học sinh sinh viên, chắc hẳn bạn đã từng đứng giữa ngã ba đường, không biết ngành nghề nào phù hợp với mình, hay thậm chí là ngã 10 đường. Ở đây chắc hẳn phải lo lắng hoang mang lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, bởi vì đã có người trong muôn nghề. Cuốn sách tập hợp những chia sẻ tâm huyết từ những anh chị có nhiều năm kinh nghiệm, những góc nhìn toàn cảnh của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và những lời khuyên hữu ích về các kỹ năng cần thiết bạn cần trang bị ngay từ bây giờ. Hãy đồng hành cùng người trong muôn nghề để tìm ra con đường thành công phía trước nhé! Căn bệnh ung thư mang tên so sánh học đường gây ra hậu quả đau đớn thế nào? Vào những ngày tháng cấp 3, thay vì có thể tận hưởng cuộc sống học đường một cách êm ái, tất cả học sinh trong trường tôi đều phải cố gắng học hành để điểm trung bình của môn chuyên không dưới 5.0 và để các đội tuyển đạt được giải cao trong các kỳ thi Olympic thi học sinh giỏi các cấp. Bạn của tôi lúc ấy dĩ nhiên không thuộc vào đội tuyển, chỉ có học lực ở hạng trung bình, tức là đủ để bám trụ ở lớp chuyên mà thôi. Chị của bạn tôi thực ra là học sinh rất giỏi, từng là học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm lúc bấy giờ. Trong một tiết học mà tôi nhớ mãi không quên, sau khi phát bài kiểm tra, giáo viên nhìn vào bạn tôi và nói rằng: "Em về xem lại ngày xưa xem chị của em học giỏi cỡ nào." Cả lớp tôi ngơ ngác ái ngại nhìn về phía bạn tôi, con bé khóc ngay trong lớp. Tất cả chúng tôi đều lặng im, vì vào thời điểm đó, chúng tôi không hề biết được rằng câu nói đó là bạo lực học đường. Bạo lực ở đây là bạo lực về tâm lý. Vết bầm tím có thể lành lặn, nhưng riêng những vết hằn tâm lý sẽ theo chúng ta mãi mãi về sau. Không còn những buổi trưa thong thả cùng đạp xe từ trường về, không còn những buổi chiều rảnh rang uống trà sữa nói chuyện vu vơ vớ vẩn, chỉ còn những cái máy với trái tim trục trặc, những bộ não vô cảm ra lệnh cho tay không ngừng viết, mắt không ngừng đọc và miệng không còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Từ một cô bé vui tươi hoạt bát, luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, cô bé tách biệt hẳn so với tất cả bạn bè, thậm chí gào lên giữa lớp: "Mấy người muốn tổ chức hoạt động gì mặc kệ mấy người, đừng động chạm đến tôi còn phải học, học cho giỏi." Để rồi chẳng còn nhận ra mình là ai, mỉa mai thay. Hậu quả thường thấy nhất của nạn so sánh học đường chính là khi chúng ta không còn tự tin vào bản thân mình nữa, mà thay vào đó trở thành những cỗ máy kiếm điểm, chỉ chờ đợi sự khen ngợi từ phụ huynh và bị ám ảnh trước những lời nhếch móc dè bỉu. Hiển nhiên là nạn nhân cũng không còn định hướng của bản thân, mà tất cả đều phải theo cái định hướng được coi là tốt hơn, hoàn hảo hơn từ người khác. Và tại sao mỗi khi kết thúc cấp 3 hoặc kết thúc đại học, các nạn nhân đều cảm thấy mông lung vô định? Bởi vì lúc đó chính là giai đoạn chuyển tiếp của đời họ, từ một định hướng chung sang một định hướng chung khác. Đừng nhắc đến cái tôi ở đây, cái tôi ý, nó chết từ lâu rồi. Vậy còn những con nhà người ta thì thế nào? Nếu dành một chút thời gian suy nghĩ thì chúng ta sẽ nhận ra ngay, con nhà người ta
cũng chính là nạn nhân của việc so sánh. Phải thật khôn khéo, thật sự thân thiết với con nhà người ta mới hiểu được họ phải chịu những đắng cay đến thế nào khi mà cả cuộc đời họ được coi là tấm gương. Mỗi ngày thức dậy, bố mẹ họ động viên con phải cố gắng phát huy, tiếp tục dẫn đầu, làm rạng danh gia đình mình nhé. Mỗi ngày đến trường, giáo viên của họ vừa ngợi khen lại vừa vô tình đặt lên đôi vai của họ thêm gánh nặng. Em A phải cố gắng phát huy, làm tấm gương cho tất cả bạn bè khác trong lớp đấy. Và tấm gương đi đứng thế nào, tấm gương nói chuyện ra sao, tấm gương ăn bao nhiêu chén cơm một ngày đều là cái đích cho mọi người bình luận. Những kẻ giết người không dao lại đặt một bức tường ngăn cách cao ngất giữa con nhà mình và con nhà người ta, rồi vui vẻ nhìn cả hai đứa cùng cố gắng trong tuyệt vọng. Con nhà người ta bị tước đi quyền vui chơi như ba đứa trẻ khác, quyền được đọc cuốn truyện tranh yêu thích, quyền được mặc bộ quần áo phong cách, quyền được tham gia các hoạt động ngoại khóa, quyền có được một tình yêu trong trường học. Họ không có quyền gục ngã, họ không có quyền được bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì nếu con nhà mình thất bại, chỉ có một vài người lưu tâm tới thôi. Nhưng một khi con nhà người ta thất bại, thì 1 tỷ lẻ 1 lời dè biểu xuất hiện. Và rồi khả năng vượt trội trở thành trách nhiệm, gánh nặng, thành lời nguyền đi suốt quãng đời con nhà người ta. Càng tài giỏi, càng áp lực nặng nề. Suy cho cùng, con nhà người ta cũng vẫn là một nạn nhân. Và đây là quy trình biến đổi tâm lý của một học sinh bị bạo hành từ nạn so sánh. Chúng ta có thể thấy, một khi đã bị so sánh, hệ quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Vậy bạn đã từng nghĩ bỏ đi sự so sánh, chúng ta sẽ đào tạo ra được những con người như thế nào? Một ví dụ rất cụ thể, khi ta nhìn vào một học sinh học trường công và một học sinh theo hệ quốc tế. Học sinh học trường công, sự tự tin ít đi hoặc thậm chí không hề có, vì tất cả những gì em biết đều gói gọn trong môi trường học tập của mình. Khi ra khỏi môi trường đó, các em chỉ là những con mọt sách với đít chai giày cộp. Không biết tự sơ cứu khi bị thương, không biết nấu ăn một bữa cho ra trò, không biết cách tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, không biết bất cứ thứ gì ngoài một mớ lý thuyết. Bởi lẽ, việc duy nhất các em cần phải quan tâm là học. Khi mà các em cảm thấy mình chẳng biết một cái thứ gì cả, thậm chí khả năng giao tiếp, thì các em làm sao tự tin cho nổi? Vốn khả năng con người không chỉ dừng lại ở những kiến thức gò bó từ sách vở. Con người chúng ta có đến 9 loại trí thông minh. Vậy mà các em học sinh lại chỉ lãng phí thanh xuân, ngụp mặt trong sách vở mà bỏ qua thế giới rộng lớn với tí tỉ thứ cần học hoảng ngoài kia. Trong khi đó, học sinh tại trường tư thục quốc tế, điều đầu tiên tôi nhận thấy khi nhìn vào các em ở trường này là sự tự tin xuất phát từ tri thức và sự duy tôn cái tôi. Các em được quyền nói lên chính kiến của bản thân, sống yên ổn với chính kiến đó. Thậm chí có em còn kể rằng thầy của em còn ngồi hỏi xem mấy đứa có ai muốn lên làm tổng thống Mỹ không. Ông khoái Trump kinh khủng. Ông đợi mấy đứa nói hết ý kiến xong, ông đưa ra ý kiến của ông để bảo vệ Trump. Xong còn cãi nhau ỉ xèo hết cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà cuối cùng, ông vẫn dừng lại ở mức gọi là tranh luận mà không hề áp đặt gì hết. Một lời chia sẻ của học sinh tại SIC. Ngoài qua hoạt động học tập, các em học sinh ở đây còn được tận hưởng kỳ sinh hoạt dã ngoại, hoạt động thể thao ngoại khóa đúng nghĩa. Nhìn đứa nào đứa nấy da rám nắng đen thui khỏe mạnh vì tập thể thao rồi, nhìn đứa cháu mình giống như là con gà công nghiệp vậy. Các học sinh được tư vấn chọn ngành nghề và sau đó chia nhóm ra để học các môn mà các em sẽ học trong trường đại học, không phải các môn luyện thi theo khối ngành đại học nhé. Cụ thể, một học sinh lựa chọn nhóm ngành kinh tế, tài chính sẽ được dạy về Business Environment Introduction to Finance. Học sinh nào lựa chọn kỹ thuật sẽ được học các môn giới thiệu về kỹ thuật và một số kiến thức cơ bản. Điều đó chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Ở cùng một đất nước, nhưng từ cách giáo dục chú trọng vào từng cá thể, không so sánh hơn thua mà các em đã học khác xa đến vậy. Cứ cho rằng các trường công quá tải với sĩ số 50 em một lớp và giáo viên không thể nào chú tâm được vào từng cá nhân một, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể để mỗi học sinh có khoảng không gian của mình để phát triển thay vì so sánh dập khuôn chứ. So sánh trong học đường không hề nhẹ nhàng như chúng ta vẫn nghĩ. Sự thiếu quan tâm đến các sang chấn tâm lý tại học đường và tại gia đình đang giết dần giết mòn giới trẻ, tạo ra một thế hệ đã chết và đang đợi để được chôn cất. Phải thêm bao nhiêu vụ học sinh tự tử vì áp lực so sánh, bị chèn ép về cái tôi cá nhân, bị sỉ nhục, bị xâm hại về mặt tinh thần nữa thì chúng ta mới có cái để gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn so sánh học đường. Bởi vì thế, tôi kêu gọi mỗi người trong chúng ta hãy ngừng ngay hành động so sánh vì bất cứ lý do nào, bất cứ mục đích nào. Nếu như thời gian có quay trở lại, tôi nhất quyết bảo vệ bạn mình, sẽ can đảm chỉ vào mặt kẻ giết người không giao đó mà nói rằng: "Ừ, bạn tài giỏi, họ tài giỏi, vậy mặc kệ bạn, mặc kệ họ, tôi không quan tâm." Và nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đã đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!